Tiếp tục qua việc anh chị. Một căn nhà giá rẻ nhưng mà một vị trí rất là đẹp tại thành phố Di An. Căn nhà hôm nay gửi tới anh chị mình đây, một trệt một lầu, căn này 2 tỷ tư thôi. Phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Đấy. Nhà mình gần với trục đường Trần Quốc Toản anh chị ha, cung đường ăn uống của thành phố Di An đó anh chị. Từ đây mình di chuyển ra đó chắc tầm loanh quanh khoảng 150m thôi là mình sẽ ra đường Trần Quốc Toản anh chị nhá. Đây nhá. Đấy. Khoảng 150m thì anh chị mình sẽ ra con đường ăn uống của thành phố Di An, đó là đường Trần Quốc Toản. Chỗ này cũng gần với đường Hai Bà Trưng, gần đường Nguyễn An Ninh, gần đường Trần Hưng Đạo. Đấy, gần Trần Hưng Đạo với gần đường Nguyễn An Ninh hơn anh chị ạ. Còn gần nhất là gần với đường Trần Quốc Toản. Còn ngoài ra nhà mình gần với chợ Di An 1, 500m anh chị nhá. Đấy. Nhà một trệt một lầu nằm trong khu dân cư như thế này. Để quý anh chị xem sơ ha. Nhà nào cũng một trệt một lầu đẹp nha quý anh chị nhá. Chỗ này vị trí rất là đẹp, thuận tiện cho con em mình đi học quý anh chị ha. Đó, và anh chị mình ở đây mình đi chợ cũng rất là thuận tiện. Thì anh chị nào mà đang cần tìm một căn nhà giá rẻ 2 tỷ 400 triệu còn thương lượng anh chị nhá, sổ hồng riêng anh chị nhá, em Hải chỉ review sổ hồng riêng thôi, mua bán công chứng chuyển nhượng sang tay luôn, hỗ trợ ngân hàng cho anh chị mình đấy. Thì tất cả là bất động sản bên em là sổ hồng riêng. Căn này thì một vị trí là kế bên chợ Di An 1, 500m, bám trên trục đường Trần Quốc Toản giống như nãy giờ em nói ha. Đường đó rất là đẹp luôn quý chị ơi, con đường đó là ăn uống quá ok luôn của thành phố Di An á. Anh chị mình muốn ăn uống gì là mình ra đường Trần Quốc Toản đó có đúng không ạ? Đấy, anh chị ở Di An thì mình quá là rành rồi. Thì nhà mình nằm trên cái cung đường đó anh chị nhá, để dễ hình dung nhá. Ngoài ra thì cũng gần với đường Nguyễn An Ninh và đường Trần Hưng Đạo. Còn để dễ hình dung hơn thì gần với chợ Di An 1 ha, anh chị có thể tìm chợ Di An 1 là ra 500m thôi. Nói chung đây là vị trí trung tâm tại vì nhà là tại phường Di An anh chị nhá. Phường Di An là phường trung tâm rồi đó. Đấy. Thì công năng nhà mình sẽ có hai phòng ngủ anh chị nhá. Phòng khách rồi nhà ăn rồi phía trước thì có sân xe máy quý chị ha. Nhà mình sổ hồng riêng, em chỉ review sổ hồng riêng thôi. Căn này chính xác là 41m2, thổ cư hết anh chị, thổ cư 100%, sổ riêng luôn. Đấy. Diện tích đất là 41m anh chị nhá, thổ cư 100% nhá, ngang 4 và dài 10 nhá, vuông góc đẹp luôn. Đó. Còn diện tích xây dựng thì 80m anh chị ha, 80m anh chị nhá, diện tích xây dựng. Kết cấu nhà trệt lầu và có hai phòng ngủ, phòng khách, nhà ăn, sân xe máy. Đấy. Thì em vẫn đang ghi hình thực tế để cho anh chị tham khảo. Anh chị mà cần tìm một căn nhà tại chợ Di An 1 đáp ứng cho anh chị mình một cái vị trí tuyệt vời thì căn nhà này quý anh chị nhá, trong cái phân khúc 2 tỷ tư. Đấy. Tại vì ở cái khu vực phường Di An mà gần chợ Di An 1 mà nhà trệt lầu mà 2 tỷ tư thì gần như trên thị trường không có quý anh chị ha. Đấy, tại vì cái khu này thì nó là trung tâm của thành phố Di An. Đấy. Nhà vệ sinh đây quý anh chị nhá. Rồi, bây giờ em lên lầu để cho anh chị mình xem. Anh chị ơi, đăng ký kênh em Hải đi, kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản. Ngày nào cũng kêu gọi anh chị mình đăng ký, biết sao không ạ? Ngày nào em cũng đi quay phim ghi hình thực tế để cho toàn thể anh chị mình xem. Anh chị nào đang có nhu cầu nhà đất tại thành phố Di An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, đấy, thì hãy đăng ký kênh của em Hải để xem nhiều video hơn. Em có rất là nhiều nhà đất mong muốn được gửi tới anh chị tham khảo. Căn nhà nào, bất động sản nào, anh chị xem mà thấy phù hợp thì mình mua, còn không thì mình tham khảo cho biết anh chị nhá. Đấy. Còn giá cả thì mình thương lượng, mình có thể gặp trực tiếp chủ hoặc là mình có thể trả giá qua em Hải, tùy anh chị. Đấy. Rồi. Ở trên lầu thì đang ghi hình cho anh chị mình cái phòng ngủ này, ở phía sau của căn nhà có cái cửa sổ đó quý anh chị nhá, có cửa sổ nhá. Đấy, mở ra là mát. Nhà đang trong quá trình sử dụng anh chị nhá, nên là cũng quay sơ sơ tí cho anh chị mình xem. Đấy. Phía trước đây là hướng ra phía trước, nhà mình hướng đông bắc. Hướng đông bắc anh chị, nên là anh chị nào mà tây tứ trạch rất hợp anh chị nhá. Tây tứ trạch là hợp nhá. Đấy. Thì đây một cái phòng ngủ nữa quý anh chị này. Đấy, để bật điện lên cho sáng. Hai phòng ngủ anh chị nhá. Trên đây cũng có một cái nhà vệ sinh. Vậy là nhà mình sẽ có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh thưa quý anh chị. Đấy. Đây, bên đây có nhà vệ sinh nhá. Nhà vệ sinh này trên lầu rồi quý anh chị. Đây, nhà vệ sinh trên lầu nhá. Chưa bật điện nên nó hơi tối. Rồi. Phía trước đây một cái phòng ngủ nữa. Đó, vậy là công năng là hai nhà vệ sinh, phòng khách, nhà ăn và hai phòng ngủ. Ở đây thì có một cái ban công nhỏ nhỏ đây, mình có thể giặt phơi đồ đây quý anh chị. Nhà nằm trong khu dân cư cũng rất là đẹp. Chỗ này thì một cái vị trí rất là đẹp quý anh chị nhá. Đó, thuận tiện cho anh chị nào mà cần một cái vị trí đẹp cho con em mình dễ dàng di chuyển, học tập, đi lại khu vực trung tâm thành phố Di An với tầm tài chính là 2 tỷ 400 triệu, thì anh chị hãy tham khảo căn nhà này quý anh chị nhá. Rồi, tại vì ở xung quanh đây thì giá rất là cao quý chị ạ, nên là kiếm mà nhà một trệt một lầu mà giá này là gần như là không thể quý anh chị ạ. Rồi, rất cảm ơn toàn thể quý chị đã đón xem hết video của em Hải. Em rất là cảm ơn, em xin chào.